Sáng nay cho mấy em ăn cám chìm nha mọi người. Cám chìm mà mình bỏ chìm nó chìm dưới đáy nước á. Tiến hành bỏ vô cho mấy em lượm. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Mọi người nhìn ở dưới nè, nhìn cái khay ở dưới cám nó chảy ra nghe mọi người. Mọi người nhìn dưới cái khay nè. Cám chìm là đặc sản gọi là mấy em cá thích lắm. Dành ăn kinh khủng luôn. Thêm vài muỗng nữa. Ok.